Hello, chào tất cả các anh em đang theo dõi kênh Dương Văn Hiếu Vlog nhá. Hôm nay là ngày 27 Tết này. Trời thì cũng khá ấm áp. Đây, kết thúc một năm kinh tế buồn anh em ạ. Đã. Nói chung thì Covid nó đi qua rồi, nhưng mà nói chung thì làm ăn nó hơi kém. Hôm nay là ngày 27 Tết, là ngày cuối cùng mà nhà em nhận xe trong năm nhá. Cảm ơn tất cả các anh em, bạn bè gần xa đã không ngại đường xa và ủng hộ vợ chồng em suốt thời gian một năm qua. Và kính chúc tất cả các anh em năm mới là làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Hôm nay là em làm con xe này là thay nhông xích, phanh, dầu nhớt. Rồi. Con xe này là sáng ra đi làm về võ chắc buồn ngủ, bị méo mất cái chị có biết đâu, giờ cảnh nó bảo ơ chứ mẹ đi thế nào đấy. Nó bị làm sao? Chuẩn bị hơn lốt ngày nay. Đây em đi nắn càng về rồi nha. Đây con xe này là nắn càng này. Đó, nói chung là hôm nay thì cũng hơi nhộn nhịp tí. Khách ở gần nên là khách đi về ra để lại xe ở nhà nhá. Đây, hôm nay là làm ba con thôi nè. Con xe này là làm lại máy. Nói chung là thời gian nó gấp gáp, thế nên là bọn em không quay được trực tiếp, cho nên là bọn em quay qua thôi. Đang ráp dở chuẩn bị xong anh em nhá. Đó, hôm nay là 27 Tết rồi. Bọn em là nhận là hôm nay là ngày cuối cùng nhá. Em là làm trên Hà Nội, quê Nam Định, làm xong là chuẩn bị về quê. Còn đây là anh chủ tiệm Dương Văn Hiếu Vlog kinh, vừa làm đấy các con tắc nghe có vẻ khoe. Đây, chúc quý khách hàng của bọn em là sang năm mới làm ăn phát đạt, kinh tế ổn định hơn nhá. Xuân năm nay là xuân năm nay là Đinh Mão nhờ. Hôm nay trời cũng ấm áp, không lạnh mấy. Đó. Nói chung là một năm là năm nay là nói chung là kinh tế nó cũng hơi buồn một xíu. Từ ngày mai là bọn em không nhận khách nữa, thế nên là anh em nào mà gần xa mà có muốn sửa xe hay là muốn xem những video mà anh ấy đăng thì hẹn ra riêng qua năm sau thì bọn em sẽ quay video và là nhận xe trở lại nha. Đây, ông chủ đây, cảm giác nào ông? Một năm qua là công việc như thế nào? Có lời gì muốn nói không? Làm cả năm rồi mà Tết nhất là vẫn không có tiền để mua bánh kẹo. Thế à? Buồn lắm em ạ. Tiền đi đâu hết anh? Tiền thì vợ tiêu chứ còn vợ anh tiêu hết rồi. Đàn ông có vợ thì lấy đâu ra có tiền. Khổ lắm. Đấy. Anh em mà thấy anh ấy nói có đúng không? Anh bảo là đàn ông có vợ là làm gì có tiền. Trong quá trình một năm qua nói chung là cũng cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng bên em. Không ngại đường xá xa xôi tìm đến và ủng hộ, nên là em rất cảm ơn rất là nhiều. Thằng em này là đi Hòa Bình, chắc hôm nay đi liên hoan là chiều về à? Liên hoan sửa lốt xe cuối. Em này ở Hòa Bình làm công ty gần nhà, hôm nay đi liên hoan. Liên hoan xong là tối đi về quê. Là công ty ở ngay đây nhá. Bọn em ở chỗ đây là có rất nhiều công ty luôn. Anh em mọi miền. Anh em mọi miền.
Địa chỉ nhà đây. Rồi. Vẫn có cái đèn lồng từ năm ngoái đến giờ không thay. Ô, quay lên vẫn có cái đèn lồng từ năm ngoái không thay. Ôi giời. Khổ thân con bé. Ngủ à? Tưởng ngủ. Nên mà cái giật mình. Ồ, quen không?